là không được quên gia hạn. Bí khẩn là cái này không có gì đó, chứ chỉ cái xảo mau cũng biết ông rồi đó. Nhiều khi cũng nghĩ, trời ơi, bỏ gia hạn cho mấy người đó đi, có khó có làm đâu. Bí khẩn là cái chỉ có xảo mau như thế này chẳng thân ta là ông phủ là. Nhưng mà ai biết được những con mèo con đó sau này trở thành những con cọp lớn rồi. Sự yên mê đi, cú lên sự ta để bà ta tăng bao. Bởi vì cái gì nhìn không thấy, cái gì mới tưởng họ là mèo thôi. Chỉ là sự ta là ông phủ à. Nhưng bản chất của họ là khổ cơ. Ở trên đỉnh cũng chưa là thân ta là ông phủ, chưa là cái xẻo mau hôm nay hay là phần tu tu sư ta là ông phủ là. Nhưng mà chúng ta càng không thấy là, chúng ta càng không thấy là sao ạ? À? Đằng sau một con hổ này còn có rất nhiều con hổ khác nữa đúng không ạ? Sư gia. Đúng không? Đúng. 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 Tuyến chân, tuyến chân của thầy Fuken là ngài Dr. Jerry đúng không? Hắn trong trên nhiều đảng cái bóng gì em? Cái cơ lỗ là chiếc lỗ là cái sự tỉ đó. Các chị biết là dưới thầy Dr. John, trên thầy Fuken là có hai người bạn nữa. Một người họ La và một người họ Lý. Cái cơ mình ở Xuyên. Một trong hai người đó là quên nhà hẹn. Cái cơ là bị công sự phải là xe sinh gia bố, chỉ tăng sinh gia bố phân công sự chinh đi. Người còn lại là bị công ty truyền thống phải đi qua bên Singapore để mà làm giám đốc. Năm sau Phu Kiên lên thái bản dữ liệu. Thì vào thời điểm đó thì Phu Kiên chỉ mới có 6% mà thôi. Hắn chú chẳng thôi, ai bỏ chi Singapore soạn là bà thân sẽ đi mai kể của đất sang xe hả? Thì cái người đó còn mới nghĩ, cái người biết chơi mới nghĩ rằng thôi bây giờ tôi quyết định đi qua bên Singapore làm việc đi, làm giám đốc rồi. Rồi cái nhánh này tôi bán thì thôi cho nó xong. Năm sau Phu Kiên thái 6%. Vào thời điểm đó thì Phu Kiên chỉ mới 6%. Mai là kỳ. Do đó bán cái nhánh đó đi cho cái người tuyến trên nữa rất là rẻ. Có lẽ chỉ vài trăm mấy bạc. Có thể là vài trăm đô thôi à. Cái gì biết không? Nhưng các chị có biết không? Hiện tại Phu Kiên trên đường xe có 40 FC. Riêng nhánh của thầy Phu Kiên bây giờ xuất hiện hơn 40 FC. Wow. Hay yo. Còn bên kia hay có 2 đường xe. Đều cho ra rất cao là giảng chế, chỉ trong 1 đường xe cho ra FC 3. Và các chị biết cái anh đó không phải bán một nhánh thầy Phu, bán hết luôn, do đó là nhánh thầy Phu ra còn hai nhánh nữa. Một trong hai nhánh còn lại là Rao Phạm Bác Sự. Mình biết không? Hắn chỉ cần không bán đi. Các chị có biết không? Chỉ cần anh đó mà không bán cái hệ thống này đi. Hắn hiện tại là số lượng bất tử liệu. Thì thu nhập của anh ta bây giờ là thu nhập khủng. Hắn sang, nó sang, sang giống chia sao rồi, Phu Kiên nó chia sao rồi. 40年前, 把父亲的卖掉, 也把我们一起卖掉了, 知道吗? Các chị có biết là 40 năm trước, cái người tiến chân của thầy Phu Kiên bán thầy Phu Kiên đi cũng có nghĩa là đồng thời bán hết chúng ta đi. Mình sao quên không quên? Các chị thấy lỗ nặng luôn rồi. Hiện tại, hắn có 2 đồng chí, không nên nghe đàn em quên 2 cái chữ. Và các chị biết là bây giờ hai cái người tiến chân đó không được phép nghe hai từ em quên. Không được ai nói gì hai từ MV. Nhưng khi nghe MV cái này, cái này MV cái chữ, buổi tối không ngủ được. Chỉ nghe được hai từ này thôi là tối không ngủ được. Sao huyết áp thì rất. Vậy nên đừng xem thường cái sinh ý. Nếu các chị đừng để phong thủ công việc kinh doanh MV, các chị đang làm. Hiện tại nếu lớn, không biểu sang ý đồ của anh ta. Nếu bây giờ cái việc kinh doanh của anh chưa lớn, không có nghĩa là sau này nó không lớn hơn. Bạn nào biết được cái hạ giới thì có thể sẽ lên vàng chứ? Làm sao các chị biết được một cao lai nào đó chúng ta sau này sẽ là đại minh? Mình nói rằng mình xa xe này xa xe này rồi ông ta xử lý. Làm sao chúng ta biết được cao lai của cao lai chúng ta sẽ xuất hiện một cao bác sư nữa? Đúng rồi. 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 Có thể là cái người tuyến dưới của tuyến dưới chúng ta bây giờ chưa gia nhập MV, nhưng mà chưa gì hết chúng ta bán mất tiêu. Xuân sư thản trọng. Do đó tổn thức. Chẳng chọc hơn rồi. Vậy chị thật. Do đó nhớ. Sống có thể quên gì. Cái gì cũng có thể quên được. Quên quên gì gì. Nhưng mà tuyệt đối không được quên gì hẹn. Hả bà? Đúng không? Ê, nhìn mấy cái bộ dưỡng này ngắm mai rồi hả? Còn nếu ở đây mà các chị nào có ý định không bán á. Cháu bộ. Nhớ tìm thầy á. Bộ cái gì mà. Thầy mua hết. Ok. Ok. Đấy ra quay đi hơn hôm nay tên chị à. À, lát nữa em muốn bán thì xuống dưới đăng ký giùm thầy.
Nhưng mà cái em quay vẫn đi theo tông chỉ, đó chính là lợi ích của nhà phân phối, em quay vẫn phải được đảm bảo. Và đó chính là cái yếu tố quyết định thành công.